Truyền hình Thông tấn kính chào quý vị. Bản tin thời sự tổng hợp 11 giờ hôm nay 17 tháng 4 xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật sau đây. Truyền hình Thông tấn thời gian qua đã phản ánh nhiều lần về tình trạng sạt lở ở mũi Cà Mau của tỉnh Cà Mau. Điều đáng nói là cùng với sự tác động xâm hại của con người, vùng đất mấy trăm đời lấn ra biển này hiện còn đang phải chịu áp lực nặng nề bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng, khiến tình trạng sạt lở ngày càng thêm nghiêm trọng và gần như biến dạng đi so với những gì vốn có trước đây. Hiện nay, máy tính là một trong những thiết bị được sử dụng phổ biến, tiêu hao nhiều điện năng. Chương trình Tôi Tiết Kiệm chấm Việt Nam của các sinh viên trường đại học FPT là sản phẩm giúp người sử dụng máy tính có thể tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả. Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 6 đã khai mạc tại cung hội nghị ở thủ đô La Habana với sự tham dự của Chủ tịch Raúl Castro, Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản, cùng nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ Cuba. Thưa quý vị, truyền hình Thông tấn thời gian qua đã thông tin về tình trạng sạt lở ở mũi Cà Mau của tỉnh Cà Mau. Chính sự biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã khiến cho tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng và mũi Cà Mau đã biến dạng nhiều so với trước đây. Mũi Cà Mau là nơi tiếp giáp hai dòng hải lưu Bắc Nam và Tây Nam với hai chế độ thủy triều khác nhau, gồm bán nhật triều và nhật triều, hình thành nên vùng bãi bồi rộng lớn nằm dọc bờ biển phía Tây Nam tỉnh Cà Mau. Mũi Cà Mau vừa tiếp giáp với biển Đông, vừa tiếp giáp với biển Tây. Thế nhưng, vùng đất này đang trong tình trạng sói lở, khiến cư dân không khỏi lo lắng. Phía đông thì là một mùa như vậy đó, mùa năm vậy đó, là cũng vô cũng là dài chục thước. Hàng 200 năm nay nó là khoảng chừng cây ngoài 2 cây số. Hiện chưa có số liệu thống kê chính xác về sạt lở đất ở mũi Cà Mau, nhưng điều dễ nhận thấy là con lộ chạy dọc theo đường cong của mũi đất bị nước quấn ra biển, không còn để lại dấu tích. Cầu thang của những căn nhà nghỉ mát nằm dọc theo con lộ này đã chạm mặt nước biển. Không những thế, đường bê tông láng nhựa dài khoảng 2 km, dù đã ở khá sâu trong đất rừng, nhưng có nơi cũng chạm nước biển. Nguy cơ biển tiếp tục nuốt chửng con đường này trong thời gian không xa. Nguyên nhân là do rừng phòng hộ đã từ lâu không còn để bảo vệ mũi đất và sóng biển đánh vào gây sạt lở. Nhất là cao điểm của mùa mưa bão, thì phía bờ đông sạt lở nghiêm trọng. Trước đây thì nói chung là rừng là nó chạm nó đẩy được và đồng thời nó lật được. Tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện dự án bờ kè vành đai biển với nguồn vốn đầu tư hơn 14 tỷ đồng, thi công hơn 5 năm qua, hiện nay chỉ là hàng cọc bê tông đứng chờ vơ như thế này. Những hàng cọc tràm đóng xuống giải quyết tình thế trước mắt, mất khả năng chống chịu với sóng biển. Trước cái việc mà sớm xây dựng cái bờ kè hoàn thiện để bảo vệ cái mũi Cà Mau, thì bên cạnh đó cũng các ngành nhiệm vụ bảo vệ tiếp tục thực hiện việc bảo vệ, làm như thế nào để bảo vệ khu vực trụ sinh biển của Cà Mau phát triển và đảm bảo cái việc khách du lịch trong thời gian tới để đến mũi Cà Mau. Được biết, giải pháp cứu lấy mũi Cà Mau của các ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang trong tình trạng thiếu kinh phí, chờ nghiên cứu những dự án khả thi và nhiều lý do khác nữa. Mũi Cà Mau có nguy cơ mất đi nếu thiếu những biện pháp bảo vệ đồng bộ kịp thời. Vì vậy, việc nhanh tay cứu lấy mũi Cà Mau, mảnh đất thiêng nơi vùng cực Nam Tổ quốc là hết sức cấp thiết. Vừa qua, đoàn Tổng lãnh sự quán của Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Ngài Pong Kok Thian, Tổng lãnh sự quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh, thông báo về một số nội dung liên quan đến chuyến thăm của đoàn. Bên cạnh mong muốn thắt chặt thêm tình hữu nghị, hợp tác trong quan hệ giữa hai đất nước, hai dân tộc, đoàn muốn tìm hiểu thêm thông tin về tiềm năng thế mạnh kinh tế và các lĩnh vực mà tỉnh Bạc Liêu đang kêu gọi hợp tác đầu tư. Tại buổi tiếp, đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị ngài Tổng lãnh sự quán Singapore làm cầu nối xúc tiến giới thiệu các doanh nghiệp Singapore đến đầu tư, hợp tác tại Bạc Liêu. Ngài Pong Kok Thian, Tổng lãnh sự quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh, hứa sẽ giới thiệu các doanh nghiệp Singapore đến thăm Bạc Liêu và tìm cơ hội hợp tác. Hiện nay, máy vi tính là một trong những thiết bị được sử dụng phổ biến nhưng lại tiêu hao nhiều điện năng. Chương trình Tôi Tiết Kiệm.vn của các sinh viên trường đại học FPT sẽ giúp người sử dụng máy tính có thể tiết kiệm điện năng một cách hiệu quả.
Sinh viên Phạm Ngọc Thắng, chủ nhiệm dự án Tôi Tiết kiệm.vn cho biết, đây là một dự án truyền thông xã hội phi lợi nhuận nhằm thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng của người tiêu dùng. Trong đó, đối tượng chính là giới trẻ. Ngoài ra còn có những cá nhân sử dụng máy tính, các tổ chức và các hãng sản xuất, lắp ráp, phân phối máy tính. Dự án đã giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng xanh năm 2009. Hiện giờ thì hàng tháng mọi người đang phải sử dụng một hóa đơn tiền điện rất là lớn và những cách mà để tiết kiệm điện rất là dễ. Vấn đề là truyền thông như thế nào để cho mọi người có thể biết được và thực hiện. Từ đó thì ý tưởng về dự án Tôi Tiết kiệm.vn đã ra đời với mục đích là tuyên truyền về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Khi cài đặt phần mềm Tôi Tiết kiệm.vn Professional vào máy tính sẽ giúp tiết kiệm khoảng 91W điện một giờ, tương đương với giảm thải 0,07kg CO2 ra không khí, tiết kiệm 22% năng lượng cho máy tính, đó hoàn toàn là phần điện dư thừa, không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động cũng như hiệu năng của máy tính. Ý tưởng Tôi Tiết kiệm thì ngay từ khi đoạt giải đã tạo một ấn tượng về cái đóng góp của ý tưởng. Cho tới giờ này đó thì rất nhiều người sử dụng đã vào nghiên cứu và sử dụng các phần mềm và đồng thời nó đã được nhiều người công nhận như một giải pháp hữu ích. Sau 2 năm đưa vào hoạt động, trang web này hiện đã có 7.000 lượt truy cập mỗi ngày. Với những sinh viên phải trả tới 4.000 một số điện, thì việc sử dụng phần mềm này thực sự là hữu ích. Hiện nay thì có rất nhiều phần mềm tiết kiệm điện, nhưng mà Tôi Tiết kiệm là một phần mềm nghĩ là nó có giao diện thân thiện và nó hoàn toàn là Việt hóa. Nó giúp cho người sử dụng có thể tiết kiệm, giúp cho bọn em, những cái sinh viên có thể tiết kiệm được tới một khoản tiền lớn, nhất là trong thời kỳ bão giá như hiện nay. Em có thể cập nhật liên tục và một cách nhanh chóng nhất các mẹo vặt hàng ngày để giúp cho là cái việc sử dụng năng lượng ở nó trở nên tốt đẹp hơn và có thể là góp phần vào một chút ít nào đấy vào cái việc bảo vệ môi trường. Hiện tại, Phạm Ngọc Thắng đang cùng các bạn tình nguyện viên trong dự án hoàn thành kế hoạch truyền thông mang tên Chiến dịch Máy tính Xanh để đưa dự án đến với 10 trường đại học tại Hà Nội. Thắng hy vọng chiến dịch này sẽ nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng của các bạn trẻ. Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba Machado Ventura đã đọc lời khai mạc đại hội. Chủ tịch Raúl Castro đã đọc báo cáo chính trị của đại hội. Trong 4 ngày diễn ra đại hội, 1.000 đại biểu đại diện cho 850.000 đảng viên của cả nước sẽ xem xét và thông qua dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội. Văn bản này là lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế Cuba nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế. Trong đó, có việc mở rộng mô hình kinh tế tự doanh, cắt giảm đáng kể lực lượng lao động dôi dư trong khu vực nhà nước, cắt giảm bao cấp, thực hiện chính sách thu thuế mới và từng bước dỡ bỏ việc sử dụng đồng tiền kép. Từ nhiều tháng nay, chính phủ và người dân Cuba đã tích cực chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội. Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần này được tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế Cuba đang gặp nhiều khó khăn do tác động của 3 cơn bão lớn tràn vào Cuba vào cuối năm 2008, khiến nền kinh tế đất nước này thiệt hại tới 10 tỷ đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới, ảnh hưởng của cấm vận kinh tế do Mỹ đơn phương áp đặt, nạn hạn hán gay gắt trong suốt 3 năm gần đây. Nhiệm vụ trọng tâm của đại hội lần này là thảo luận và thông qua văn kiện dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội. Để chuẩn bị cho công việc này, quá trình lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện đã được tiến hành dân chủ tại các cơ quan lãnh đạo đảng, nhà nước, các tổ chức xã hội và đông đảo nhân dân. Hơn 7 triệu người trong tổng số 11,2 triệu dân Cuba đã tham gia đóng góp ý kiến. Hơn 600.000 đề xuất và thắc mắc liên quan tới những chính sách cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước đã và đang được tiến hành tại quốc gia này. Ý kiến của người dân được tổng hợp để chuyển tới các đại biểu tham dự đại hội. Chủ tịch Raúl Castro khẳng định, chính phủ sẽ xem xét tất cả các ý kiến đóng góp của nhân dân và những đề xuất này là công cụ quan trọng đối với công tác lãnh đạo của Đảng và chính phủ. Trước khi đại hội Đảng khai mạc, đã diễn ra lễ duyệt binh và diễu hành tại quảng trường Cách mạng thuộc lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba và đông đảo quần chúng nhân dân, sinh viên, học sinh. Đây là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng của nhân dân Cuba. Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần này được tổ chức đúng vào dịp Cuba kỷ niệm 50 năm chiến thắng Mỹ Đông và 50 năm tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của Cách mạng Cuba. Diễu hô và thu hoạch phóng viên Trung tấn xã Việt Nam thường trú tại La Habana. Những hình ảnh mới nhất về Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 6 sẽ được truyền hình Thông tấn cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Còn sau đây chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên Diệu Hương để hiểu rõ hơn về đại hội này. Vâng, xin chào chị. Chị cho biết Đại hội Đảng Cộng sản Cuba năm nay có những gì nổi bật?
Dạ vâng, sau 14 năm Cuba mới tiến hành đại hội đảng. Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Cuba đang gặp rất là nhiều khó khăn do tác động của các cơn bão lớn tràn vào Cuba cuối năm 2008, khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới và những tác động đáng kể của cuộc bao vây cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt chống Cuba trong suốt 50 năm qua. Do đó, đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống kinh tế và xã hội của Cuba. Từ nhiều tháng nay, Chủ tịch Raúl Castro đã đưa ra nhiều biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển, trong đó đặc biệt chú trọng công tác khuyến nông. Chính phủ coi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp là vấn đề an ninh quốc gia và là một trong những ưu tiên hàng đầu. Từ cuối năm 2008, chính phủ đã quyết định giao đất hoang cho nông dân và tăng giá thu mua lương thực. Từ cuối năm ngoái thì chính phủ cũng cho phép mở rộng mô hình kinh tế tự doanh, đồng thời công bố danh sách 178 ngành nghề dịch vụ được cấp phép. Bên cạnh đó, chính phủ cũng muốn sắp xếp lại cơ cấu lực lượng sản xuất bằng việc cắt giảm biên chế dôi dư ở trong khu vực nhà nước. Cuba dự kiến cắt giảm 1,3 triệu lao động trong vòng 5 năm tới và hy vọng rằng đa phần những người này sẽ tìm được việc làm trong thành phần kinh tế tự doanh. Tới đầu tháng 3 vừa qua thì các cơ quan chức năng đã cấp phép kinh doanh mới cho 171.000 người, nâng tổng số những người tham gia thành phần kinh tế tự doanh lên 320.000 người. Nông dân và thành phần kinh tế tự doanh cũng sẽ được cung cấp tín dụng để sản xuất. Từ đầu năm ngoái, Cuba cũng đã từng bước cắt giảm bao cấp, khởi đầu bằng việc đóng cửa nhiều nhãn tập thể tại các cơ quan xí nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế Cuba gặp nhiều khó khăn, việc tiếp tục trợ cấp cho các ban tập thể là một gánh nặng lớn đối với chính phủ. Cuba đang trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế. Theo chị, đại hội này sẽ có tác động như thế nào tới tiến trình này? Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần này đóng vai trò quyết định đối với việc thực hiện chính sách cập nhật hóa mô hình kinh tế. Như Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã tuyên bố, nhiệm vụ trọng tâm của đại hội là thảo luận và thông qua văn kiện dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội sẽ được thực hiện trong tương lai ở Cuba. Văn bản này là lộ trình hoàn thiện cũng như những thay đổi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế Cuba, trong đó có việc mở rộng mô hình kinh tế tự doanh, cắt giảm đáng kể lực lượng lao động dôi dư trong khu vực nhà nước, cắt giảm bao cấp, thực hiện chính sách thu thuế mới và từng bước dỡ bỏ việc sử dụng đồng tiền kép. Những điểm chính của văn bản này đã từng bước thực hiện như tôi đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều vấn đề nảy sinh, cũng như việc nhân dân cũng có rất là nhiều đóng góp và đề xuất cho văn bản này. Theo thông báo chính thức, nhiều nội dung của văn kiện dự thảo đại hội đã được chỉnh sửa theo đề xuất của nhân dân. Ngoài ra, các vấn đề khác như giảm bớt sự quản lý tập trung của nhà nước, trao thêm quyền tự quyết cho các doanh nghiệp, chiến lược phát triển ngành năng lượng, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, chính sách tiền tệ cũng là những vấn đề mà sẽ được đại hội xem xét. Do đó, việc các đại biểu tham dự đại hội thảo luận và biểu quyết văn bản này sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, nó quyết định sự thành công của tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế Cuba. Vâng, xin cảm ơn chị.